Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với Vlog cùng Mr. Vượng Dâu khám phá vẻ đẹp Việt Nam. Và ngày hôm nay, tiếp theo sẽ là địa chỉ nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Dinh thự Hoàng Á Tưởng. Đây là một trong những ngôi dinh thự có từ thời Pháp, xây từ năm 1914 đến năm 1921 mới hoàn thành. Và bây giờ chúng ta cùng tham quan bên trong dinh thự Hoàng Á Tưởng như thế nào. Kính thưa quý vị, đây là một ngôi dinh thự cổ từ thời Pháp, có thể nói về kiến trúc mang đậm phong cách của phương Tây. Dinh thự Hoàng Á Tưởng nằm tại trung tâm thị trấn Bắc Hà, Lào Cai. Và tại ngôi dinh thự này, với diện tích 1.000 m², được xây dựng theo kiến trúc của phương Tây, kết hợp với kiến trúc của phương Đông, đó là họa tiết chữ Thọ. Với kiến trúc phương Tây kết hợp với phương Đông, dinh Hoàng Á Tưởng là một trong những lâu đài có thể nói giữ được nguyên vẹn và rất đẹp tại Việt Nam. Dinh Hoàng Á Tưởng được nhà nước cấp bằng di tích quốc gia. Kính thưa quý vị, Hoàng Á Tưởng là thổ ti khét tiếng của vùng núi ở phía Bắc. Ông cai quản cả một vùng đất rộng lớn. Mặc dù ông là người Tày, nhưng 70% người Mông ở vùng núi Bắc Hà đều dưới sự cai trị của ông. Tất cả những người làm ở đây đều phải trả cho ông bằng thuốc phiện và những vật phẩm của vùng núi. Vì thế có thể nói rằng vào thế kỷ 20, đầu những năm thế kỷ 20, thì Hoàng Á Tưởng là một trong những lãnh chúa giàu có. Với lối kiến trúc đặc trưng của thời Pháp, có thể nói dinh Hoàng Á Tưởng còn giữ nguyên vẹn những hình ảnh của cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Từ những mái ngói, đến những chiếc cửa sổ, đều đậm đặc một phong cách giữa phương Tây và phương Đông. Mặc dù đã 100 năm, nhưng từ ban công của dinh thự Hoàng Á Tưởng, chúng ta có thể ngắm cảnh được một phần rộng lớn của thị trấn Bắc Hà. Ở ban công tầng 2, chúng ta có thể nhìn trực diện được phía dinh thự tầng 2 đối diện trung tâm của dinh Hoàng Á Tưởng. Ở trên nóc có ghi năm 1921, đó là năm hoàn thành. Và năm xây dựng là năm 1914. Chúng ta có thể để ý tinh hai bên cổng vòm chính diện
là bộ chữ Nho. Bên cạnh đó là những họa tiết Gothic của phương Tây. Có thể nói sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây đã tạo nên một kiến trúc của lâu đài Hoàng Nga Tưởng trọn vẹn và rất riêng. Khu vực phía dưới sân rất rộng lớn, được lát bằng những loại gạch thủ công, gạch thất, gạch bát. Có thể nói các góc của dinh thự Hoàng Nga Tưởng đều rất là đẹp, với kiến trúc Gothic kết hợp với kiến trúc phương Đông. Dinh thự Hoàng Nga Tưởng tiêu biểu cho sự kết hợp văn hóa giao thoa. Chúng ta cùng tham quan bên phía hành lang tay trái của dinh thự Hoàng Nga Tưởng, cũng giống như bên tay phải, hành lang bên tay trái cũng rất là đẹp. Những vật dụng tiêu biểu đây là những sắc phục của các dân tộc vùng cao.